trong một hồ nước mát mẻ kín đáo, có một con trăng khổng lồ đang sống dưới đó. Tại sao nó lại đưa đầu lên trời như vậy? Làm như thế là có mục đích gì? Mùa khô đã tới, nhiệt độ của nước bùn không còn thích hợp cho sự sinh tồn. Bây giờ nó phải tìm môi trường sống tiếp theo. Ở đây có lẽ không còn phù hợp cho nó nữa. Mùa khô này đã làm cơ thể nó yếu đi và mất rất nhiều nước. Nếu không đi tìm nhanh, có thể con trăng này sẽ tiêu mất. Nó ngoạn ngoại lưỡi để thu thập pheromone trong không khí và chuyển pheromone trở lại cơ thể nhằm xác định hướng khoảng cách của nguồn nước. Vì kích thước khổng lồ, con trăng di chuyển tương đối chậm trên đất liền. Nó dùng cơ bụng để đẩy cơ thể bò trên mặt đất, trông rất đáng sợ. Con trăng phải luôn nhận thức được sự thay đổi độ ẩm và nhiệt độ trong môi trường để theo dõi hướng của nguồn nước. Phải nghiêng đầu về phía trước, tiêu tốn rất nhiều năng lượng, mất một lượng lớn chất lỏng trong cơ thể dẫn đến mất nước. Đi bộ rất lâu dưới ánh mặt trời thiêu đốt, nó cũng đang nhanh chóng tiêu hao sự sống của mình. Nó tiếp tục đi tìm kiếm nguồn nước gần nhất. Bây giờ điều cần nhất là nguồn nước. Có thức ăn thì cũng chỉ dám ngó lờ, vì còn sức đâu mà chiến đấu với con mồi. Con trăng này chắc dài tầm 10 mét. Nhìn cơ thể nó xem từ đầu cổng tới cuối lặng, như thể nó bước ra từ một bộ phim viễn tưởng kinh dị. Con này mà quắn vào cơ thể thì có đằng trời mà chạy được. Thật là đáng sợ. Vào mùa đông trên đỉnh Alper, đỉnh núi cao nhất châu Âu, một con đại bàng vàng có sải cánh hơn 2 mét đang quan sát con mồi trên mặt đất. Nó có thể dễ dàng bay hơn 100 cây số mỗi ngày và có tầm nhìn phi thường. Mục tiêu cách 3 km cũng khó thoát khỏi tầm mắt của nó. Một khi phát hiện con mồi, đại bàng vàng sẽ lao xuống với tốc độ 300 km/h. Tốc độ này chỉ đứng sau chim cắt. Mùa đông thiếu thức ăn, ngay cả đại bàng vàng hung dữ cũng phải dựa vào xác thối để duy trì sự sống. Con cáo đỏ chết không rõ nguyên nhân này đủ để cung cấp năng lượng cho nó trong vài ngày. Khi đại bàng bắt đầu ăn, đám đông xung quanh chưa đủ thực cách để lên bàn. Nhưng thức ăn vốn dĩ là do lũ hòa phát hiện ra trước. Phải nói đến chuyện ai đến trước ai đến sau, chúng rõ ràng là không phục. Một con quạ gan dạ, nhân lúc đại bàng vàng đang mãi ăn, mổ xuống một cái. Đại bàng rõ ràng sửng sốt. Đại bàng đang định nổi giận, tình thế đột nhiên thay đổi. Một con đại bàng vàng to hơn từ trên trời xà xuống. Một cú trượt là lên được bàn ăn. Nhưng thức ăn quá quan trọng, nó buộc phải phản kháng. Quay người hai chân tung thẳng về đối thủ, thành công bảo vệ được bàn ăn. Đối thủ cãi mình to không chịu rời đi, trực tiếp tung đòn đảo ngược. Hai bên quyết chiến trên đỉnh Alper, đồn nào đồn nấy, đánh nhau ngang tài ngang sức. Cuối cùng con đại bàng to hơn, nhờ một chiêu quạ cưỡi mây bay đã định đoạt được thắng lợi. Thế giới động vật cá lớn nuốt cá bé, con đại bàng ban đầu chỉ có thể ảm đạm rời đi. Nó lao xuống về tổ ở chân núi. Là một người mẹ, nó còn có một con chim non 3 tháng tuổi cần nuôi dưỡng. Việc mẹ trở về tay không, đối với chim non ăn nhiều, không khác gì là một thảm họa. Đại bàng không kịp nghỉ ngơi, tiếp tục ra ngoài tìm thức ăn. May mắn thay, họa vô đơn chí. Sau khi mất con cáu, nó nhanh chóng phát hiện một đàn dê núi châu Âu. Trước tiên, nó dùng củ lâu để làm đàn dê tán loạn. Sau đó nhân cơ hội bắt một con dê bị tách đàn, bay lên trời. Đây là một hành động cực kỳ mạo hiểm, bắt con mồi nặng hơn cơ thể mình để bay lên. Một sơ suất nhỏ là có thể gãy cánh, điều này đối với đại bàng là chết người. Và để tránh cho con dê ở dưới vòng vẫy ảnh hưởng đến việc bay, đại bàng sẽ cố ý thả từ trên cao để làm chết con mồi. Lượng thức ăn một ngày của chim non gấp 3 lần trọng lượng của cơ thể nó. Con dê này chỉ có thể duy trì cho chúng vài ngày. Trong những ngày tiếp theo, mẹ đại bàng cần liên tục ra ngoài tìm thức ăn, bắt từng con dê về tổ. 8 tuần sau,
dưới sự nuôi dưỡng tận tụy của mẹ, chim non đã dài lông đổ cánh, sẵn sàng bay lượn trên bầu trời. Hà mã sống theo bầy đàn. Khi gặp mãnh thú thì nó lại chiến đấu đơn độc. Đây là thiệt thòi lớn. Nếu một đấu một thì sư tử không bao giờ có cửa với chúng. Do đó, sư tử luôn dùng sức mạnh số đông để săn bắt hà mã. Bởi ở loài thú ăn thịt, não bộ chúng phát triển cao hơn. Chúng dùng sự tinh khôn này để săn bắt và làm cho thú ăn cỏ phải sợ. Sự tinh khôn của sư tử còn ở cấp bậc khác. Nếu săn hà mã hay trâu rừng, chúng luôn tìm những con già yếu hoặc con non để bắt. Chúng hiểu rất rõ con mồi của mình. Với hà mã trưởng thành, giàu sức mạnh và hung hãn, thì sư tử có đông đảo cũng khó hạ gục được. Vì chúng cũng biết đau khi dính chấn thương và chúng cũng sợ chết. Khi không có bầy đàn, sư tử đơn độc chỉ còn nửa sức mạnh. Nó tỏ ra không tự tin trước những loài thú ăn cỏ to lớn. Hãy xem con sư tử đực này, nó đang gặp khó khăn trước một chú hà mã con. Hà mã mẹ hoàn toàn kiệt sức, con sư tử đực không buông tha. Nhưng hà mã con vẫn ở sát mẹ, đứa nhỏ này cố gắng bảo vệ mẹ mình. Chỉ cần cầm cự một lát thôi, hà mã mẹ tỉnh và dẫn nhau xuống nước. Nó còn nhỏ nhưng răng của nó đã phát triển. Nó đang dùng những chiếc răng còn hôi sữa để chống lại sư tử đực. Nó có rất nhiều lựa chọn. Nước ở trước mặt, nó có thể rời đi an toàn. Nó đủ lớn để bước vào cuộc sống tự lập, nhưng nó không làm vậy. Bởi nó được sinh ra là để bảo vệ mẹ, nên nó mới còn ở đây. Nó đang đẩy lùi kẻ đi săn hùng mạnh ra xa mẹ nó. Nó không sợ. Một thân xác nhỏ bé nhưng trái tim gan dạ to lớn. Sự hung hãn của nó ít ra làm sư tử chuồn bước. Kẻ đi săn cũng thấm mệt. Nó không muốn bất trắc xảy ra. Nó luôn tìm cách tránh né đứa nhỏ hung hãn này. Nó tìm cách tấn công chỉ để hù dọa. Đứa nhỏ tội nghiệp phút chốc hoảng sợ. Nó chạy về phía mẹ, dũng khí lại trỗi dậy. Nó tiếp tục chống đối sư tử. Nó không bỏ cuộc, vì nó biết mẹ vẫn còn sự sống. Hơi thở yếu ớt của mẹ sẽ phần nào đe dọa lại con sư tử kia. Cuối cùng, kẻ đi săn quá mệt mỏi và rời đi. Cuộc sống ngoài hoang dã thật khốc liệt, nhưng lúc nào cũng toát lên những hình ảnh thật cảm động và ý nghĩa.